làm bản demo cho màn hình xấu. Demo chơi bời. Bà chạy xe tàu lao, bà kêu lệnh chúng tôi. Đụng con người ta xong cái Uza ơi. Rồi sao không chết sớm? Nó quay hả? Hôm nay chào bà con cô bác. Ngày hôm nay là ngày 13 tháng tháng 2. Em demo cái máy. Em demo. Demo cái màn hình xấu. Cái mai này thì nói chung thì nó cũng hơi đẹp thôi, chứ nó không đẹp quá. Rảnh thì em demo rồi, tại em làm xong cây sớm. Rảnh thì em làm thôi. Quay clip để cho bà con biết mình vẫn còn sống. Chưa bị dịch cúm. Chưa bị dịch cúm, vẫn còn bán mai được, vẫn còn làm mai được. Vẫn cháy hết mình vì đam mê. Bây giờ là đang đi dàn xương cho con thú nha. Rồi đi đi cái dàn xương trên cái đọt ra đi cho định hình đi. Định hình thì dễ thôi. Rồi chỗ nhỏ kia cầm cái đao rồi ớn ngang không? Trời ơi. Lộn cầm đao ghê vậy. Hẹn bà con tối nay 7 giờ tối nay em lên Lô Mai Mini Bonsai. Hàng cũng đẹp đẹp. Bà con coi clip này hay nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho em nha. Ngày hôm nay em quên đội nón để lộ cái mái tóc yêu thương của em. Em chưa cắt tóc nữa. Dân làm cây không làm kìm đâu, làm bằng găng luôn mà. Để làm biến. Sao bán cái số kêu tiếp người ta không mua mà hỏi giờ sao giờ trời. Đi bán tiếp đi. Chứ sao sáng giờ mua ủng hộ nhiều lắm rồi. Em làm theo dạng như là cái cảm tính chơi bời vậy thôi. Chứ mà nói em vừa nghệ nhân thì thật sự em không dám nhận. Là mình uống cây mình uống chơi cái bời. Chứ trước giờ có uống cây bao giờ đâu. Chưa bao giờ uống cây. Cây này bắt rọt sao. Hơi lúng túng quá. Đúng rồi đó. Ừ.
đấy bị bẻ bầu quá. Nó quay vậy? Đúng bà con ơi. Nay em đang demo. Clip ngày hôm trước em demo thì cũng được, ngày hôm nay chắc được 10.000 người xem rồi. Clip ngày hôm nay em chỉ cầu mong sao cho nó ít thôi, tầm khoảng chừng 11k người xem thôi. Cái cây này nó thiếu một cái cành, nhưng mà em mượn cành ở đây. Mượn thì mình nuôi sao thì gắn tạo điều kiện sao có cái cành đây là ok ha. Demo thì nó tốn dây thôi, 1 kg dây đen nữa là 100 mét thôi. Có vậy mình làm, em nói bà con làm trên mạng xã hội nó có nhiều cái mà mình thực sự ra mà nói buồn lắm. Buồn lý do sao? Cái mua bán chấp nhận, bà con hiểu mua bán là ai cũng có phải có cái đồng lời, lời sao lời để cảm thấy cho khách hàng hợp tình hợp lý mua được. Mà đôi khi nhiều anh em vô chửi với ui nghe buồn quá. Ai mà không có công việc riêng của mọi người đúng không? Như em đây nè, làm clip này đang chơi bời có tiền có bạc gì đâu, tốn dây chơi vậy đó. Cái mai này cái mai hình thú, demo để đây chơi trưng cho đăng bài cho có clip chơi bời gì đâu chứ. Buôn bán gì? Bán không ai hỏi buôn bán nữa. Có lời thì mình bán, trăm người bán dặn người mua, em cứ theo con nói đó. Bởi vì ai chửi em chửi à, cười mình cười cho nó qua chuyện thôi, chứ không lẽ mình đi mình trách móc mấy anh đó làm gì. Đôi khi mấy anh đó thì cũng tâm trạng ngày hôm đó chắc bị vợ chửi vì nó buồn nên tìm đến em xả buồn, xả những gánh nặng trong cuộc sống. Xả gánh nặng bằng cách mua mai hả? Giải trí lành mạnh nha anh em, mua mai là giải trí lành mạnh nha.
bên đầu sóng biển, sóng vô về chiếu tận cánh đồng Kiên Giang mình đẹp làm sao. Nước cũng đẹp, trăng cũng đẹp, mai cũng đẹp. Nhiều ông nội kêu vô, ông kêu mình đi thi thách thức danh hài đây. Đợt tới chắc em liều mạng, em mang mấy cái phô mai của em á, em kéo lên, em kéo lên thách thức danh hài, em bán mai cho nó để cho chém gió trời. Hơi ngắn thì mình không kệ, về cũng được rồi. Còn dài xương rồi, một cái, hai cái, ba cái để mô chơi, đánh đổi làm chơi. Ai thấy hay thì cho em cái like nha bà con. Đâu quên, cho em cái like, cho em cái đăng ký kênh nha. Không thấy được không chồng? Ra ngoài sáng quay dụng sáng thật này dội xuống vậy là nó mới đẹp rồi. Em xong cái cây mai demo, xong cái bản demo của em rồi bà con ơi. Cây này cây hình thấu, em thiếu một cái cây cành phong nữa, nhưng mà em thích chơi tông này, để tông này luôn. Đúng ra nó còn một cành ở đây nữa nè. Quá đẹp à. Để cho bà con thấy cái bản mạnh của mình. Xem qua chút nữa. Đó. Trời ơi, cái phong cây này nãy giờ nó quá sống. Thấy gì đâu. Cái đi. Quay xa chỉ một mình lạc lõng nó mới đẹp. Mai em demo xong cây mai hình thú em ơi. Nó thiếu một cành nha. Mà em thích chơi tông cao. Thiếu một cành nữa này. Quên mẹ. Uống dây nhôm uống dữ lắm nha, mà tới lúc uống cây thật cái gớm. Cái này có cây hình thú dáng lắc léo, cây này hoành tầm khoảng chừng 25 27 25 gì đó. Cây này chỉ là cây phôi nha em, demo là theo cái cốt cành bằng dây em định hình trước.
ai về nhà gá nuôi cây gan gì ok nha bà con cô bác. Cây này giá hợp tình hợp lệ lắm. Đọt đủ lên tới đây nè, rồi mình bắt đọt lên. Cây này thì mình uống mai, mình uống theo cái dạng như là bonsai. Bonsai mình uống theo cảm tính của mình bằng dây nhôm. Còn biết tới lúc nuôi thì không biết sao, cái này thì em không biết. Nuôi nó có đúng như vị trí, nếu mà đúng như vị trí thì chỉ có ghép mà thôi. Cái này nó có mặt thẹo ở đây, em cũng đục sạch sẽ cho rồi. Đúng ra một cành ở đây nữa, bắt một cành ở đây nữa rất là đẹp mà bắt hồi tự nhiên cái làm biếu. Tại giờ này em cũng bắt đầu quay clip bán phô mai ngày hôm nay rồi. Ngày hôm nay là ngày 13 tháng 2 năm 2020, em tiếp tục lên lô mai mới. Mong bà con 7 giờ tối nay bà con ủng hộ tiếp em nha. Giờ em up clip này chơi, ai coi clip này thì alo cái cây mai này nha. Em giao lưu giá bà con bác là 4.500.000. Giá chỉ 4.500.000 có một tác phẩm đẹp. Đẹp và cố, nó thật nhìn ở ngoài rất là đẹp nếu mà nuôi theo này nha. Đó. Ví dụ như ưng cây này, em chốt cái về nhà để nguyên dây này luôn. Để nguyên dây này luôn. Về nhà bà con cứ chân trong nhà do đó khi nào nó ra mầm thở cây á. Gỡ dây ra, mình uống theo này. Nhớ chụp hình hoặc quay clip trước khi mình trồng nha. Ở về sau tự nhiên cái uống không đúng nữa gì nữa. Nói em kêu ủa sao mà cây mai lúc ta mua về nó đẹp lắm rồi sao mà bây giờ nó gì. Thì cái này em không biết được nha. Bởi vì cây mai của em chỉ biết nói là bao bông, bao hoành, ở thấm. Còn nhiều anh em cứ hỏi vài năm nữa ra bông rồi sao. Em nói thiệt bà con như cô bác chứ, mình ban khuôn bán phải chấp nhận lời nói của mình nói ra. Mình phải giữ cái khẩu mồm của mình nói sao cho nó chính xác. Bởi vì bà con cô bác cứ yên tâm. Rồi cái này chiều cao của nó thì tổng có 4 tắc lên tới đây thôi. Còn lên tới đây tổng có 3 tắc ngoài, chút và 3 tắc à. Nếu ai mới nghe thấy clip này hay nhớ đăng ký kênh ủng hộ tiếp theo nha. Ngày hôm nay thì demo cây này thì nói chung chơi bời thôi. Còn tới sẽ demo cây đủ cái ba gì đó thì chữ để cho bà con cô bác coi. Rồi chào bà con cô bác ha.